Xin chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm sản phẩm mỹ thuật với các lớp cảnh khác nhau từ gần cho tới xa. Chúng ta sẽ cùng nhau chia tờ giấy này làm bằng 3 phần khác nhau, mỗi phần tầm khoảng chừng 10cm. Chúng ta sẽ làm 3 lớp, lớp thứ nhất, lớp thứ hai và lớp thứ ba tượng trưng cho lớp gần, ở giữa và xa. Chúng ta sẽ gấp giấy thành 3 phần bằng nhau. Chúng ta sẽ vuốt các mép giấy cho nó vào nếp. Khi chúng ta bắt đầu vẽ, chúng ta hãy nhớ lại cái quang cảnh mà chúng ta sẽ vẽ. Chúng ta sắp xếp cái nào ở trước, cái nào ở phía xa. Ở mặt giấy thứ nhất, chúng ta sẽ vẽ hình ở gần. Với nội dung các lớp cảnh ngày hôm nay, cô sẽ sử dụng hình ảnh ruộng bậc thang. Cô sẽ sử dụng những cái đường cong để vẽ các tầng của ruộng bậc thang. Cô sẽ vẽ những cái đường cong đơn giản thôi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần giấy thừa đi nhé. Một cái bức tranh mà nó diễn tả được cái không gian xa và gần thì nó sẽ làm cho cái tác phẩm của mình có chiều sâu hơn. Ở cái phần mặt giấy thứ hai, cô sẽ vẽ hình cho khung cảnh xa hơn, rồi lại tiếp tục cắt bỏ một cái phần giấy thừa. Ở mặt thứ hai này, cô vẫn sẽ tiếp tục vẽ những cái ruộng bậc thang ở phía xa hơn, và cô có thể cho thêm một vài cái căn nhà nho nhỏ. Cô sẽ cắt bỏ cái phần giấy thừa đi và chỉ cần giữ lại những cái hình mà mình đã vẽ thôi. Chúng ta đã có cái lớp cảnh ở gần, ở giữa. Bây giờ ở mặt giấy thứ ba, chúng ta sẽ vẽ khung cảnh ở xa nhất. Ở phía xa chúng ta sẽ vẽ thêm một vài cái hàng cây hoa đào. Chúng ta đi bằng những cái nét thẳng hoặc là xiên đơn giản thôi. Hãy sử dụng đường xích sắt để vẽ thêm một vài cái ngọn núi ở phía xa. Một bức tranh đẹp không thể nào thiếu màu sắc. Các bạn hãy phối màu cho bức tranh của mình thật là đẹp hơn. Hãy chú ý trong hộp màu của chúng ta, nó luôn luôn có những cái sắc độ đậm, vừa và nhạt. Ví dụ, xanh lá đậm, xanh lá vừa, xanh lá nhạt, xanh dương đậm, xanh dương vừa và nhạt. Các bạn hãy sử dụng những cái gam màu đó. Ví dụ ở đây cô sử dụng cái ruộng lúa nè, cô sử dụng màu vàng đậm, vừa và nhạt. Và có thể là mình sẽ pha trộn thêm một màu xanh lá cây để diễn tả cái ruộng lúa nó chưa có được chín hết hoàn toàn. Cô hy vọng rằng với các bước hướng dẫn đơn giản này, các bạn sẽ thực hiện được một bức tranh với nhiều cái lớp cảnh đa dạng khác nhau. Bài học tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau nhé.